Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại trong một chương trình giới thiệu của những chiếc xe siêu lướt mới về của Thành Long Auto và Thế Giới Xe Đức. Mẫu xe hôm nay chúng tôi giới thiệu với tất cả các bạn là một chiếc BMW Series 5, BMW 520 sản xuất 2016, màu nâu Havana, nội thất đen anh em nhé. Xe nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức. Chiếc này vừa cập bến Thành Long Auto và Thế Giới Xe Đức. Xe chạy 50.000 km, tuyệt đẹp luôn. Một mẫu Series 5 bán cực kỳ chạy. Với những quý vị khách hàng mà có cái thích cái cảm giác lái thật thà, chính xác của BMW và một cái phong cách rất là doanh nhân thì chúng ta có thể nghiên cứu chiếc BMW 520 này. Hiện nay đây là một chiếc xe rất là hot trong tháng 8. Chúng tôi đang đưa một cái giá rất là sốc, 1.239.000.000 cho chiếc BMW 520 sản xuất 2016 biển thành phố này. Hồ sơ đã rút sẵn cầm tay. Trong những chính sách là một trong những cơ hội mua xe rất là tốt tại thời điểm tháng 8 này anh em nhé. Sau đây chúng tôi sẽ đi cùng với các bạn xem một vài những chi tiết trên chiếc xe này. Đấy, cái điểm đầu tiên chúng ta thấy rằng là cái mặt ca lăng hình hai cái như kiểu là hai cái truyền thống, thiết kế truyền thống của BMW. Hai cái mặt ca lăng đôi hình vuông rất đẹp, đi kèm với cụm đèn LED bóng đôi luôn anh em nhé. Rất là đẹp của chiếc Series 5 này. Đây là cặp vành đa chấu của chiếc BMW Series 5 anh em nhé. Kèn lốp Continental, đấy, nguyên bản theo xe. Lốp có bề dày vừa phải, đấy, thành lốp cũng rất là vừa. Và đây là chúng ta đi chiếc xe này rất là bám đường, đấy, khả năng cách âm rất là tốt anh em nhá. Một chiếc BMW Series 5 thì có cái phần thân xe thiết kế cực kỳ trường, đấy, rất dài, kèm theo những cái đường dập nổi giúp cho tăng cái khả năng chống chọi như là cái khả năng cứng rắn của xe, đấy, và cái khả năng hấp thụ rất là tốt anh em nhé. Các cái viền chân kính ở trên BMW Series 5 cũng rất là đẹp. Đấy, nó thiết kế có các viền chân kính ở đây trông rất là có điểm nhấn anh em nhé. Đấy, liền mạch từ hai cánh cửa đến phần dẫn đến phần đuôi xe. Chúng ta cùng xem phần đuôi xe chúng ta có phần cụm đèn như nào nhé. Ở phần đuôi xe của chiếc BMW 520 thì được trang bị cụm đèn LED nhiều tầng, đấy, rất đẹp mà cân đối. Đấy, tôi sẽ tiến sát để cho chúng ta cùng xem. Đấy, rất là đẹp anh em ạ. Cụm bô sau cũng là bô kép luôn, trang bị cúp điện tự động. Đây là mặt táp ly ở trên chiếc xe BMW 520 nhé. Đầu tiên là chúng tôi sẽ lướt qua cái phần keo chỉ xe ở cánh cửa lái. Đấy, sơ bộ chúng ta thấy rằng là xe còn nguyên zin. Đấy, ở phần cửa lái thì được tích hợp các cái phím điều chỉnh lên xuống kính, các cái vị trí nhớ ghế. Đấy, ghế lái chỉnh điện hết anh em nhé. Chúng ta cùng tiến vào cái phần nội thất của xe. Ghế da rất là xịn, mang màu đen chủ đạo. Tôi sẽ tiến một chút cái ghế lên để chúng ta cùng xem. Đây là không gian nội thất của chiếc 520 sản xuất 2016 anh em nhé. Đầu tiên là chúng ta thấy toát lên một cái không gian rất là rộng rãi với những cái thiết kế rất là rõ ràng từ vô lăng cho đến mặt táp lô. Đấy, có một cái gì đấy nó rất là cứng rắn anh em nhé. Rất nét luôn, không quá cầu kỳ, không quá màu mè,
các option của chúng ta đủ dùng và rất là hiện đại. Có cửa sổ phía sau luôn anh em ạ. Cần số làm cần số truyền thống của dòng BMW rồi. Ok, chúng ta cùng xem thêm một số chi tiết trong phần động cơ nhé. Ok, đây là khối động cơ trên chiếc BMW 520 cũng sử dụng động cơ 2.0, mang công nghệ Twin Turbo Turbo. Máy móc thì cam kết với anh em là nguyên bản rồi, chưa từng đâm đụng tai nạn thủy kích, rất đẹp luôn. Keo chỉ cabo mình sẽ lướt qua một loạt cho anh em cùng xem. Zin hết anh em nhé. Tiếng máy nghe vẫn là còn rất là ngọt ngào. Chiếc xe này mình đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 239 triệu đồng, giống như những gì chúng tôi đã vừa chia sẻ ở trong đầu clip. Tuyệt đẹp luôn. Quý vị các bạn quan tâm đến chiếc xe này, hãy gọi điện cho mình qua số điện thoại là 0911732888. Mình sẽ chia sẻ thêm thông tin cũng như là về giấy tờ xe các bạn cần tư vấn. Hãy gọi cho chúng tôi để được trải nghiệm và sở hữu chiếc xe này nhé. Trân trọng cảm ơn các bạn, hẹn anh em ở những clip mới.